Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục cái channel của mình. Mình là 89 Gaming, quay trở lại với Game City và cho anh em mình vừa mới tặng cái ad số 22 cho bạn Đông xong. Bạn Đông là bạn may mắn nhận được cái ad ở trong cái video vừa hồi của mình. Còn hai bạn nữa nha anh em, hai bạn là giờ cũng đang đợi mình đang đợi mấy bạn đó xác minh đúng là bạn đó thì mình sẽ gửi ad các bạn đó nha. Có bạn trúng ad nhưng mà bạn đó có ad rồi, cho nên là bạn đó sẽ đổi thành cái card anh em ạ. Đồng lo 4 đúp đây, đồng 4 đúp anh em ạ. Đó. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ review ad của một bạn, mình sẽ tiêu 120 đô nha anh em. Và hôm nay thì mình sẽ tiêu, ngày đầu tiên mình sẽ tiêu 60 đô. Và ở video sau thì anh em cũng sẽ làm giống như mình vậy đó và sẽ tiêu được 60 đô tiếp theo. Xíu nữa có gì mình sẽ nói chi tiết hơn ở trong cái phần mà mình tiêu nha. Đây là bạn Đông nha anh em. Bạn inbox cho mình Đông là 4 đúp. Ok. Và anh em đừng quên comment bên dưới các video của mình. Mình sẽ đang tiến hành. Đây là cái ad số 22. Và cái mật khẩu thì mình sẽ chia lại anh em ạ. Chứ anh cũng ngon. Ok, để ship sẽ ghép sau nha. Còn bây giờ thì mình sẽ qua cái ad của bạn, một bạn gửi với mình để mà tiêu dùng 120 đô anh em. Ad ở trong này có 4 cái ad. Mình nghĩ chắc là cái ad clip to nhất luôn anh em. 462. Ok, để bây giờ mình xem thử là trong ad này có đủ 120 đô hay không anh em. Bạn này tức chắc mình nghĩ chắc cũng lâu rồi đó anh em à. Ê, để mà đủ 120 đô chắc là cũng nghĩ chắc mình nghĩ chắc cũng bằng cỡ mình. Ủa, không phải ad này anh em à, là một ad khác hả? Ok, để mình vô lại xem sao. À rồi ok, cái ad của bạn Duy là cái ad này nha anh em. Ad này là F9 và nãy mình vừa mới vô thử 4 ad luôn thì cái ad này là cái ad cuối cùng mình vô và mình phát hiện ra là bạn đã có đủ đô nha này và rất là nhiều vé đúng không anh em ạ. Nên ta sẽ cùng nhau vô và soi thử, sau đó mình sẽ tiêu cho anh em xem nha. Hiện tại bây đã được 7 vé rồi anh em ạ, 17 vé luôn anh em. Ôi cái này hơi bị nhiều nha anh em. Và bây giờ thì ngày đầu tiên thì chúng ta sẽ phải tiêu gì? Đầu tiên anh em ta sẽ phải tiêu đó chính là 3 vé 10 đô. 3 vé 10 đô nha anh em ngày đầu tiên. Hiện tại bây giờ đã 12 giờ đêm rồi. 12 giờ 7 phút nha anh em. Thì cứ sau 23 giờ là anh em có thể tiêu được rồi. Đây, đầu tiên mình sẽ tiêu 3 vé này. Với lại 3 vé này. Đó, là mình đã tiêu được 45 đô nha anh em. Sáng hôm sau thì mình sẽ lại tiêu tiếp 3 vé. 3 vé nữa. Và nếu mình tiêu bây giờ thì nếu mà sáng mai mình tiêu 3 vé thì tối ngày 10 là mình không có tiêu được tiếp nha anh em. Tại vì nó chỉ tính buổi sáng này, buổi sáng anh em đã tiêu 3 vé rồi thì buổi tối nó anh em sẽ không tiêu được. Vì vậy mà anh em phải ngưng lại một ngày nữa mà. Anh em ngưng lại ngày, sau đó ngày mai anh em tiêu tiếp nha. Và ngày kia anh em tiêu tiếp nhưng mà anh em đừng có tiêu ban ngày nha. Anh em phải đợi buổi tối anh em mới tiêu, rồi sáng làm sao anh em mới tiêu thì như vậy nó sẽ mới tính anh em ạ. Đây. Wow. Được 45 đô rồi anh em. Thì để mình xem thử cái ad của bạn này đang có những cái gì đây. À các bạn này là một cái ad cũng khá mới luôn anh em ạ. Có Ayalabata nè anh em, 100 mảnh đấy nè. Và có Darren nha anh em, lo thường nha, Rezu nè. Không biết bạn đã nhập gift code chung như ta, để mình nhập thử ấy. Nói chung là cái đường, cái này cũng lâu rồi anh em ạ. Anh em có thể vô theo cái đường link Facebook này anh em. Này, ở trong này thật cái nhóm của mình nha. Anh em vào đó là anh em có thể là vô được cái đường link này. Mình đã tổng hợp hết tất cả những cái code chung vẫn còn sử dụng được. Không biết là bạn đã nhập chưa, để mình nhập thử xem sao nha anh em. Bạn đã nhập hết rồi anh em ạ. Ý à, còn mấy cái code cây xa bạn chưa nhập ở đây mà. Nói chung là con này nó cũng cùi bắp lắm cho nên là nhập chơi cho vui thôi chứ cũng không có xài gì mấy. Mình nhập thử những cái code trên đây. Ok, những cái code trên này thì bạn đã lấy hết rồi nha anh em. Đây, redeem nè. Đây là vẫn còn sử dụng được nha anh em. Những cái nào mà không có sử dụng được như là nổi cái chữ là error thì phải lỗi gì đó này mà alpha gì thế khác. Đây, những cái khóa này thì vẫn còn sử dụng được. Tại vì bạn nó không lấy con này cho nên là bạn nó không cần phải ra phải nhập đâu anh em. Ok, nó vẫn còn nguyên anh em. Thì anh em nào mà chưa nhập ấy thì nhập vào nha anh em. Đây. Ở đây thì anh em có thể là theo cái này nha. Đó, anh em 69 gaming nha anh em trong group nha. Group 69 anh em 69 gaming nha. Anh em vào đó như là mình có ghim ở trên phần đầu luôn anh em ạ. Mình có ghim ở trên là cái đường Linux Go đốc được, anh em có thể vô trong cái phần code này. Đây, cái này nó hơi dài quá anh em à. Ở đây không biết là mình có thể là rút ngắn được hay không.
Ở đây thì mình không có biết mà đường mình rút ngắn lại cho nên là mình không biết làm sao đây. Phải rút ngắn lại xíu anh em dễ vô ha. Rồi ok, đó thì đây là cái đường link để anh em có thể vô trong cái phần gift code nhau. Bây giờ mình sẽ xem thử là trong app của bạn này có những cái gì đây. Để mình xem thử trong đây hiện tại thì bây giờ là ủa. Hình như là 60 đô thì mới có được skin phải không anh em? Nó mất tiêu rồi, truy nã nó mất tiêu rồi. 60 đô thì mới skin với 30 giá Luffy với lại 30 giá mèo nha anh em. À các bạn này hiện tại thì bây giờ để mình xem sao thử đấy. Một cuốn sách nữa anh em à, 50k nha. Mình nghĩ chắc các bạn này chắc cũng chưa tiêu gì đâu anh em ơi. Này hiện tại thì là mình là vừa mới tiêu luôn, là vừa mới tiêu luôn anh em, chứ nào giờ bạn này cũng chưa tiêu hết. Từ các bạn này còn mới quá mà anh em. À còn mới tin là lép nhỏ xíu à. Tiêu 45 đô đến cái nó cũng không có gì nhiều anh em. 45 đô, ủa 45 đô có mảnh Luffy không ta? Mình nhớ hình như là 10 10 mảnh Luffy thì phải, nhưng mà đây hình như là không có. Ủa Luffy hay là giấy mèo mình không nhớ, hồi nãy mình quên để ý này. Mà hiện tại bây giờ bạn đã được 20 giấy mèo nè, hình như được giấy mèo, hình như là được 20 giấy mèo anh em. Mà rồi cái ad của bạn này thì tối ngày 10 mình sẽ tiêu 3 giá với lại 3 giá này nữa là ok luôn á. Ở sáng ngày 10 mình sẽ tiêu 3 giá này trước chứ. Rồi tối ngày 10 thì mình không tiêu. Tối ngày 10, ngày 10 thì mình sẽ ngưng lại cái buổi tối anh em. Và sáng ngày kia mình cũng lại ngưng luôn. Và tối ngày kia thì mình sẽ tiêu 3 giá, và tối ngày kia thì mình sẽ lại tiêu thêm 3 giá này nữa. À tối ngày kia thì mình sẽ sử dụng ngày thứ nhất là mình sẽ tiêu 3 giá này với lại 3 giá này. Ngày thứ hai là mình sẽ tiêu 3 giá này. Ok. Và tối ngày thứ hai là mình sẽ không tiêu. Và sáng ngày thứ ba mình sẽ không lại không tiêu. Và tới tối ngày thứ ba nha em, tối ngày thứ ba là mình sẽ tiêu 3 giá 10 đô. Và sáng ngày thứ tư thì mình sẽ tối ngày thứ ba thì mình sẽ tiêu 3 giá 10 đô với lại 3 giá 5 đô. Và sáng ngày thứ tư là mình sẽ tiêu 3 giá 5 đô nữa là coi như là full. Đó, như vậy nó sẽ dễ hiểu anh em mà. Mình sẽ đọc cái ngày ra luôn cho anh em dễ hiểu nha. Bạn có đang có những cái món bảo vật nè. Cái trái này anh em mà. Cái này hình như là làm chậm thôi anh em, giảm tốc độ đánh. À các bạn này hiện tại bây giờ cũng đang còn khá khá vét xanh nha anh em. Vét đỏ không còn nhiều anh em à. Có vé vàng thì hơi ít thôi. Vé đỏ được 56 vé, vé xanh thì được có 37 vé này. Hình như là các bạn này như là server nói chung là cũng gần gần mới mới sao anh em. Hồi nãy mình nhớ như 500 mấy. Thì là cái bên đây thì nhìn nó cũng gần đến 500 mấy thì phải anh em. Để bây giờ mình xem thử. Hiện tại bây giờ bạn này cũng không có cái vui nào hết nha anh em. 541. À bên server 541 anh em à. À cái ạc của mình đang chơi là 569 anh em, 569. Bây giờ nếu mà không làm thì nó chắc không ra khoảng 580, 590 gì gọi quá anh em. Chắc cũng tầm tầm cỡ đó. Và anh em đừng quên comment bên dưới các video của mình để có cơ hội nhận được card với lại card game anh em. Mình sẽ tiến hành tặng random ngẫu nhiên trong các video thôi. Và mình sẽ tặng khá nhiều ạc anh em à, khá là nhiều ạc với lại khá là nhiều cạc, vì vậy mà anh em đừng quên comment nha. Ok vô được hai vé 5 đô nè anh em. Ủa hai vé 1 đô nè anh em, hai vé 1 đô là ngon rồi. Vô ok 3 vé 1 đô nha anh em. Mình có thể là đoán được khi nào nó vô này, mà anh em có thể nhìn theo cái cách nó quay á, nó quay nó hơi chậm chậm một xíu là cái tỷ lệ vô khá cao anh em. Còn nó quay mà nhanh 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 gì á là coi như nó tạch ở đây mà. Này quay nhanh thì thường là nó sẽ chỉ ở xung quanh hoặc là hai bên thôi nè. Mà cái này thì nó chưa chậm lắm anh em ơi, cái mà vô cái vé này á nên là nó cực kỳ chậm luôn anh em. Mà nó chỉ nhín hơn so với cái việc nó xem để nó qua hai ô kế bên á, nói chung là cũng xê xích nhau xíu đó. Anh em quan sát kỹ và anh em có thể để ý được. Còn 7 vé cuối cùng nữa anh em, 7 vé cuối cùng, 6 vé cuối cùng anh em à, 6 vé cuối cùng. Ui nãy giờ mình quay vô được mới thấy điểm danh vọng nè anh em. Điểm danh vọng này thì anh em sẽ sử dụng để mà đổi những cái món bảo vật ở trong shop. Hồi nãy có một bạn hỏi mình là nếu mà giờ khi mà chơi server mới anh em thì sẽ sử dụng những con tướng nào. Và chắc mình sẽ tạo một cái ad bên server mới, sau đó mình sẽ chơi thử cái đội hình đó anh em ạ. Tại vì thường thường là những server mới thì chúng ta sẽ rất là khó để kiếm, có thể là kiếm được những con tướng mà xịn xịn xíu anh em. Anh em cần phải tích vé một thời gian thì thấy là ngon được.
đúng rồi, như cái Act 569 của mình đó thì mình cũng chờ thời khá lâu nữa mà. Mấy ngày mình vô mình kỳ cuốc tình cho chơi này kia kiểu á, thì sau đó mình chờ thời thôi. Mình đợi khi nào đủ 6 video thì mình sẽ lại tiêu. Và lúc đó thì mình sẽ có được khá khá những con tướng, nói chung là cũng ok rồi nè mà. Tại vì mình lại sau khi tiêu xong thì mình sẽ tiêu luôn giáp kim cương nè, sử dụng giáp kim cương để mà đó lộn sử dụng kim cương để mà tiêu, để mà kiếm được những cái vật phẩm tiêu mốc anh em. Anh em tiêu khi mà đạt mốc thì anh em sẽ nhận được khá là nhiều các gương tướng để mình nâng cấp. Còn hiện tại thì bây giờ là mình đang nuôi cái con Sanji chân đen với lại con Lono Sengoku này, cái kiểu mình đang đợi sẽ tiêu đủ 200k kim cương, sau đó mình sẽ sử dụng để mà đổi lấy những cái giá mèo. Mình sẽ đổi lấy con Yamato này, mà hôm bữa mình đổi lộn cái gương bảo vật á. Không phải là bây giờ mình đã có được Yamato rồi, chỉ cần tiêu 60 đô thôi là mình sẽ có được bảy con tướng SP. Anh em có thể là lựa Zoro, Suga, Uta, Yamato hoặc là con Luffy tứ hoàng phải không anh em. Như là hiện tại giờ chỉ mới có được bốn con tướng thôi thì bị đen nha anh em, nãy giờ mình quay chỉ được mới có 2 đô thôi anh em à. Và trong video này thì mình sẽ lại không có gửi cho anh em ạt nha, ở video tới anh em à, video tới thì mình sẽ lại gửi cho anh em mấy cái ạt để anh em nào may mắn thì lấy về và chơi cho anh em. Thì sắp tới thì mình sẽ xả càng nhanh càng tốt anh em, để cho mấy anh em có ạt chơi, chứ mình xả từ từ, mỗi video có ạt một thì nó khá là chậm anh em à. Với cái số lượng ạt hơi bị nhiều như vậy thì mình nghĩ là mình sẽ phải ra video, nếu mà một ngày mình tặng 3 ạt thì 10 ngày là 30 ạt một tháng, ra xuyên suốt một tháng luôn á thì sẽ tặng hết cho mấy anh em. Cho nên là mình sẽ khoảng tầm bữa hai bữa đó mình sẽ ra video anh em ơi, chứ mình sẽ không có ra đều đều, để cho mấy anh em chịu khó comment xíu nha. Để ở đây thì còn mấy vé này mình hồi nãy mình nói khá là chi tiết rồi anh em, chắc mình sẽ không cần phải ra thêm một video là ngày ngày kia mình sẽ tiêu sao ha. Rồi ok, để cái gì sáng mai mình sẽ tiêu tiếp và sau đó mình sẽ cập nhật tình hình cho anh em xem nha. A few moments later. Rồi trời cũng đã sáng rồi anh em à, thì bây giờ thì mình vô rồi mình sẽ tiêu thêm 3 vé 5 đô nữa anh em. Hồi nãy mình vô mình tiêu mà mình quên bấm cái nút quay. Đây, hồi tối qua thì mình còn 14 vé, mình vừa mới tiêu 3 vé 5 đô đây. Đó, mình tiêu xong thì mình ăn được cái mốc 60 luôn. Thì anh em cứ làm như vậy thôi là ok rồi. Thì bây giờ thì mình tiêu á, thì tối nay mình sẽ không tiêu anh em, và sáng ngày mai thì mình cũng sẽ không tiêu luôn. Đó, thì mình và thì mình tại vì bây giờ mình tiêu hết này rồi, cho nên là tối nay mình sẽ không tiêu được vé 5 đô nào hết nha anh em. Tại vì nó buổi sáng là mình tiêu rồi thì buổi tối nó sẽ không cho, tại vì nó tính luôn buổi tối. Đó, vậy mà tối nay mình sẽ dừng lại một ngày. Sáng ngày mai mình cũng sẽ dừng, mình sẽ không tiêu gì hết nha. Đó, nhưng mà tối ngày mai thì mình bắt đầu mình tiêu lại giống như ngày hôm nay đó. Giống như cái video này á, tối ngày mai á, tối ngày mai anh em sẽ tiêu 3 vé 10 đô với lại 3 vé 5 đô. Và sáng ngày mốt là anh em tiêu thêm 3 vé 5 đô nữa là đủ, thêm cái mốc 60 nữa là đủ 120 nha. Rồi, ok, thôi mình sẽ kết thúc video đây thôi. Hẹn gặp lại những video tiếp theo về tựa game Cinderella. Đừng quên comment bên dưới các video của mình nha, để có cơ hội nhận được những cái ad full đủ 120 đô và những cái cạc. Vì vậy mà mấy anh em nhớ comment đều đều nha anh em, nếu không mà mình sẽ random những cái video nhiều khi không có tên anh em thì hơi bị tiếc. Vậy mà nhớ comment đều nha. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video đây thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.